Dạo này thì kênh của mình đang bị giảm tương tác khá là kinh khủng. Có mấy clip mà mới đăng thì cũng chưa có được tới 50 like. Có thể là do mình làm video nó không có đều đặn, cho nên là một số anh em mà theo dõi kênh của mình thì đã nghỉ cái trò này hoặc là theo một cái kênh khác. Thì những anh em nào mà còn theo dõi kênh mình cũng không có yêu cầu gì nhiều. Anh em mà xem video thấy hay và bổ ích thì bấm vào nút like và có thể share với bạn bè để cho nhiều người biết hơn. Cái bộ môn này thực ra là nó không có được quan tâm lắm ở Việt Nam đâu anh em. Hồi xưa là nó còn hơi hơi nhưng mà bây giờ thì càng ngày càng ít. Và làm video về cái bộ môn này thì thực ra nó không có được bao nhiêu đồng bạc hết. Mà nó rất là mất thời gian, mình vừa làm việc công ty mình vừa nhảy xuống mình quay video mình edit cho anh em trong cái giờ làm của mình luôn. Thì nó rất là cực. Chủ yếu là làm để hỗ trợ anh em, cho nên là cái mà mình quan tâm là về cái số like và cái số view để mình biết được là anh em có cần thiết những cái video hướng dẫn như này không. Nhưng mà hiện tại là mình thấy là càng ngày càng ít anh em cần những cái video hướng dẫn như này, tại vì có thể là anh em chỉ dừng lại ở những cái kỹ thuật căn bản hoặc là những cái video nó đơn giản, nó hài hước, vui vẻ thôi, chứ anh em không có cần xem những cái video link case này kia. Cho nên là có khả năng là trong tương lai mình sẽ nghĩ tới cái việc là ngưng lại, không làm hướng dẫn nữa. Và cảm ơn những anh em nào mà suốt thời gian qua đã ủng hộ cái kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link case nó khá là đơn giản dành cho mấy bạn nào mà chơi chưa có được lâu. Và cái link case này thì mình nhớ hồi xưa cũng rất là nhiều anh em, mấy anh em hồi xưa xài, mà cũng chỉ là nhớ mày mại thôi chứ mình cũng không có kiếm những cái video đó mình coi, cho nên là có thể là nó hơi giống giống thôi. Thì cái link case đó nó sẽ có dạng như sau. Đầu tiên để làm được cái link case này, anh em sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật đó là Tradisonic. Nó sẽ trông như này. Anh em lưu ý là trong cái link case này chúng ta sẽ làm ở cái dạng tay up và cầm lệch một bên như này, cho cái phần bút ở phía ngoài nó dài ra. Sau khi Tradisonic lên thì chúng ta sẽ nhanh chóng lật ngang cái bàn tay qua và chạc reverse một cái. Mình quên nói điều này, thì những cái kỹ thuật mà mình nhắc tới trong cái video này mình sẽ để link hướng dẫn chi tiết ở cái phần mô tả bên dưới. Vì mình không thể nào mà mình hướng dẫn từng cái một thì cái video nó sẽ rất là dài dòng buồn ngủ. Sau khi chạc reverse thì anh em sẽ gập cái ngón áp út lại và đưa cái đầu út xuống dưới ngón út như này. Và thả cái ngón trỏ ra, chuyển cái cây bút xuống dưới ngón giữa và ngón út. Tiếp theo anh em sẽ úp bàn tay xuống và làm một cái kỹ thuật căn bản, đó chính là finger pass. Cái cây bút nó sẽ đi lên như này và nó lại đi xuống dọc theo cái bàn tay của anh em, đi xuống ngón út và lại đi lên tới ngón giữa với lại ngón áp út. Trong khi cái bàn tay thì nó vẫn đang úp, cho nên là khi làm cái kỹ thuật này nó sẽ phải dùng lực một xíu, nếu không thì cái bút nó sẽ bị rớt xuống dưới đất. Khi mà lên tới cái ngón áp út với lại ngón giữa rồi thì anh em sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản tiếp, đó là kỹ thuật Sonic. Nó sẽ đi như này đó, trong khi cái tay thì nó vẫn úp nha. Đó, Sonic nó sẽ như này. Mình sẽ làm lại toàn bộ cái link case cho anh em dễ hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ úp tay và cầm bút lệch về một bên để cho cái phần đầu bút ở phía ngoài nó dài ra. Và chúng ta sẽ Tradisonic lên, chạc reverse nhẹ một cái, đưa cái đầu bút xuống dưới ngón út, gập cái ngón áp út lại, úp cái tay xuống, finger pass lên trên, finger pass xuống dưới và lại đi lên một lần nữa tới cái ngón áp út với lại ngón giữa và Sonic lên, kết thúc cái link case. Mình sẽ ghép vào combo cho anh em xem. Cái link case này thì anh em có thể để ở đầu, ở cuối hoặc là ở giữa combo đều được. Và những cái kỹ thuật trong này thì đều là những cái kỹ thuật căn bản và những cái kỹ thuật phổ biến thôi. Thì chơi cái bộ môn này trước sau gì mình cũng phải tập những cái kỹ thuật này. Cho nên là anh em nào mới chơi thì có thể mượn cái link case này mà tập luôn, để cho nó đỡ nhàm chán, thay vì mình ngồi mình tập từng cái thì nó lại kiểu không có được vui vẻ. Đó, thì mình mượn cái link case này mình tập cho nó có cái động lực hơn. Và ok, thì nếu em thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau.